Hello các em. Các bạn thân mến, nếu như các bạn đã lên xem phần livestream ở trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay của chị Hiên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết là các bạn đang ở đấy nhá. Ok không? Hello, xin chào các bạn. Hello, xin chào các em. Các bạn ơi, ok, xin chào Xuyến, xin chào em. Ok, xin chào Thúy Hằng. Xin chào các bạn, hiện tại đã có khoảng 200 bạn đang xem phần livestream trong buổi chiều ngày hôm nay của chị rồi. Đợi mọi người một chút xíu nha. Ok, xin chào Phương Thảo, xin chào em. Xin chào Khánh Ca, xin chào em. Giúp chị chia sẻ phần livestream này nhá, được không? Nên thôi, em cũng chỉ cần là mai đây anh luôn bên em, thương em cho dù đôi khi em hay câu có làm em. Hãy cùng em nhớ đến những ngày hôm qua, mai đây đau thương anh thay cho em, thay bằng bình yên mai anh không chút em nghe. Ok, xin chào Ngọc Trâm, xin chào em. Tắt bạn bè giúp chị nhá, được không ạ? Rồi, các bạn thân mến, quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng mình có thể bắt đầu cái buổi học. Không hẳn là buổi học đâu ạ, mà là buổi chia sẻ chính thức đầu tiên của chị Hiên cùng với các bạn. Đây sẽ là cái tác phẩm đầu tiên mà chị sẽ đi cùng với các bạn 2K3 ở trong năm nay. Và chị hy vọng rằng là với buổi chia sẻ đầu tiên ngày hôm nay chúng mình cùng với nhau thì các bạn có thể thắp lên được cái tình yêu dành cho môn văn. Và các bạn sẽ cảm thấy rằng cái hành trình học môn ngữ văn ở trong chương trình ngữ văn lớp 12 sẽ là một cái hành trình vô cùng là tuyệt vời. Và các bạn ơi, hãy cho chị nhìn thấy những cánh tay đã sẵn sàng của các bạn. Những bạn nào đã sẵn sàng để có thể gọi là đi vào tác phẩm đầu tiên của chị Hiên ở trong ngày hôm nay, được không ạ? Những ai đã sẵn sàng rồi ạ? Những bạn nào đã sẵn sàng thì hãy cho chị thấy cánh tay của các em nhé, được không? Để chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Ok không ạ? Để chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Hãy cho chị thấy cánh tay của các bạn nhá. Ok không nào? Xin chào Kim Oanh, xin chào em. Xin chào em, xin chào Kim Oanh. Nghe để nhớ về một thời ôn thi oanh oanh liệt liệt. Ok Thảo, đã qua hết biết bao nhiêu cái vất vả, cuối cùng cũng đã qua hết rồi đúng không? Ok các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình cùng với nhau đi tìm hiểu về một trong số những thi phẩm mà chị tin rằng là đã có rất nhiều bạn đã tìm hiểu rồi. Và cũng rất nhiều bạn đã bắt đầu tình yêu với môn văn và bắt đầu tình yêu dành cho team học văn chị Hiên là từ bài giảng về tác phẩm này. Đó chính là thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Đó chính là thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ở trên lớp các bạn học đến đâu rồi? Ở trên lớp các bạn đã học đến tác phẩm nào rồi? Cho chị biết nào. Ok, rất là nhiều bạn 2K2 vẫn đang ở đây cùng với chị. Nếu như có thể thì hãy tag những người em 2K3, 2K4 của mình vào trong phần livestream này giúp chị nhá. Ok, xin chào các em. Nào các bạn ơi, chị đã nhìn thấy những cánh tay của các em rồi. Nhưng cho chị Hiên hỏi là ở trên lớp thì các bạn đã học đến tác phẩm nào rồi? Đó là câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn ở trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay. Chắc chắn là buổi chiều thứ bảy thì máu phải chảy về tình yêu thôi, đúng không ạ? Và đó cũng là lý do tại sao mà chị lại bắt đầu cùng với các bạn trong những cái bài giảng, những cái bài chia sẻ về các tác phẩm với cái thi phẩm đầu tiên. Đó chính là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Vì có rất nhiều những bạn mà đã bắt đầu tình yêu từ môn văn. Và cũng đã có rất là nhiều bạn bắt đầu tình yêu từ môn văn và bằng cái bài giảng này của chị Hiên. Thế nên cái điều đầu tiên chị rất là muốn có thể hỏi và đặt ra cho các bạn đó chính là các bạn đang học đến tác phẩm nào ở trên lớp rồi ạ? À ok. Rồi, chị đã thấy rất là nhiều câu trả lời của các bạn rồi. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhá.
À, các bạn thân mến, khi mà tìm hiểu về bất cứ một cái tác phẩm nào á, thì chị luôn luôn nói với các bạn là chúng ta sẽ phải tìm hiểu về hai cái vấn đề và khai thác về hai cái khía cạnh. Đúng không ạ? Một, đó chính là những cái thông tin về tác giả. Được không ạ? Và cái số 2, đó chính là thông tin về tác phẩm. Được không nào? Phải rõ ràng và tách bạch hai cái này ra. Mặc dù là cái phần tác giả chính là cái phần chi phối rất nhiều tới việc hình thành, ra đời, tại sao lại có tác phẩm đó. Ok không ạ? Thế thì ở đây chị muốn nhắc nhớ cho các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ có hai cái vấn đề, hai cái mảng kiến thức tách biệt khi mà chúng ta tìm hiểu về một cái tác phẩm. Tưởng chừng là tách biệt, nhưng mà lại gì ạ? Liên quan chặt chẽ tới nhau, đó là phần tác giả và tác phẩm. Ở trong phần tác giả này, chúng mình sẽ tìm hiểu trọng tâm về hai cái khía cạnh nữa. Một, đó chính là về cuộc đời. Hay là về con người ạ? Và sự nghiệp, văn học. Được không ạ? Con người và sự nghiệp văn học. Còn ở trong phần tác phẩm này thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm đó, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đó là gì. Và thêm một cái khía cạnh nữa, đó chính là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nội dung qua việc phân tích, qua việc cảm nhận về tác phẩm. Ok chưa ạ? Đây sẽ là cái chính và cái chung cho mọi tác phẩm mà các bạn tìm hiểu. Chính vì vậy, nếu như các bạn đang muốn tìm hiểu về một tác phẩm nào, muốn xây dựng một cái sơ đồ tư duy, vân vân, thì chị nghĩ rằng là đây sẽ là cái dễ, tức là cái cốt lõi để các bạn có thể chia thành nhiều ý nhỏ và học cho nó dễ. Ok không ạ? Đồng ý với chị không nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tác phẩm ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn nhé. Bản thân chị thì nghĩ rằng là trong buổi ngày hôm nay thì chị chỉ có thể chia sẻ với các bạn về kiến thức tác giả và sau đó là những cái kiến thức chung về tác phẩm thôi. Còn chị nghĩ là trong cái thời lượng của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khó mà đi hết được về tất cả những cái vấn đề lắm. Được không ạ? Thế nên là chị mong là những cái gì mà các bạn ghi lại được mà các em có thể nghĩ rằng mình cần dùng đến để sử dụng thì các em hãy nhanh chóng bỏ bút bỏ vở ra và ghi lại. Ok không ạ? Phần livestream này thì rất là có thể sẽ bị xóa sau khi kết thúc. Thế nên hãy nhanh chóng ghi lại những cái ý cần thiết, bởi vì chị nghĩ rằng là biết đâu là các bạn sẽ có thể gọi là học hỏi được gì đó từ cái phần của chị thì sao? Ok không ạ? Các bạn ơi, các bạn không thể nào so với 2K2 được, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì các bạn 2K3 vẫn chưa biết tới chị nhiều. Đó là lý do tại sao mà chị rất mong các bạn 2K2, các em có thể giới thiệu các em 2K3, 2K4 cho chị. Được không ạ? Để chúng mình năm tới đây, các bạn 2K3 sẽ tiếp tục đạt thêm những cái kỷ lục nữa. Khi mà năm vừa rồi thì cái thời điểm mà lượng người xem nhiều nhất học cùng với chị Hiên rơi vào khoảng gần 10.000 người. Và chị cũng mong là năm nay thì 2K3 sẽ đạt số lượng nhiều hơn, 15.000 người này, 20.000 người này. Đó, thì đấy là cái mong mỏi của chị, không biết là có đạt được hay không. Nhưng mà ai có ai đánh thuế ước mơ đâu, đúng không? Thế nên là bản thân chị vẫn nghĩ là mình có quyền được mơ ước và sẽ mong, rất mong là các em 2K3 sẽ, các em 2K2 đã rất là thành công cùng với học văn chị Hiên trong những cái năm tháng vừa rồi thì có thể giúp đỡ cho chị, giúp đỡ cho team học văn chị Hiên bằng cách là tag các em 2K3 và 2K4 vào đây, được không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều về điều đó nhá. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu bài giảng ngày hôm nay của chị. Các bạn thân mến, không biết từ bao giờ thì đề tài tình yêu đã trở thành một trong số những đề tài được rất nhiều những người nghệ sĩ khai thác. Chúng ta vẫn còn nhớ ông Hoàng thơ tình Việt Nam, nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết trong thi phẩm của mình rằng: làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Chúng ta thấy rằng là chỉ cần trái tim của những người trẻ còn đang đập những nhịp ngân dung thì khát vọng tình yêu sẽ là khát vọng trường tồn vĩnh cửu. Chúng ta có một trong số những cái bài thơ tình hay nhất của nhà thơ Pushkin. Nhà thơ này thì đã từng viết về một cái tình yêu đơn phương của mình trong bài thơ mang tên là bài thơ Tôi Yêu Em. Có lẽ là các bạn đã thuộc rồi, đúng không ạ? Các bạn có biết bài thơ đó không ạ? Bài thơ Tôi Yêu Em của nhà thơ Pushkin, biết không ạ? Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hẩm hực lòng ghen. Tôi yêu em yêu chân thành đầm thắm, cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Và không biết từ bao giờ những vần thơ về tình yêu đã để lại biết bao nhiêu những rung cảm ở trong trái tim của bạn đọc. Và đó cũng là lý do tại sao mà ở đến thời điểm hiện tại, dẫu rằng có những bài thơ viết về tình yêu đã trải qua rất nhiều năm tháng, thế nhưng vẫn còn giữ nguyên được giá trị, thậm chí nó còn là những cái giá trị mới mẻ và vô cùng cập nhật đối với các bạn trẻ. Thế nên bản thân chị thì thấy rằng là chưa bao giờ, em ạ, chưa bao giờ tình yêu là một điều cũ kỹ, cũng chưa bao giờ những cái tác phẩm giá trị văn học mà lại có thể bị lu mờ bởi phùi bụi bởi thời gian. Mà bản thân chúng ta những người trẻ cần phải có sứ mệnh phát huy những giá trị đó, trân trọng những giá trị đó, và chúng ta hãy tìm hiểu về những tác phẩm văn học và đặc biệt là những tác phẩm về đề tài tình yêu bằng trọn vẹn trái tim của những người trẻ ở trong thời điểm hiện tại, được không ạ? Ngày hôm nay, chị muốn giới thiệu cùng với các bạn về một trong số những bài thơ tình cực kỳ hay của một người nghệ sĩ mà người ta nói rằng đây là một nhà thơ đi dưới đạn bom mà làm thơ về sự sống. Là một nhà thơ đã từng thổn thức trong những vần thơ của mình rằng nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về với bình yên, ngày nối nhau trên góc phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Và cuộc đời của chị sinh ra với hai sứ mệnh để yêu và làm thơ. Đó chính là bài thơ mang tựa đề giản dị Thi phẩm sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, được không ạ? Các bạn thân mến, nào chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về thi phẩm sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và cái phần kiến thức đầu tiên mà chị muốn chia sẻ với các bạn đương nhiên rồi, đó là kiến thức về tác giả, được không ạ? Tác giả. Các bạn thân mến, bây giờ thì các bạn có thể để lại những cái phần từ khóa, những cái phần kiến thức, những cái phần hiểu biết của các em về nhà thơ Xuân Quỳnh nhá. Bởi vì chị vẫn còn nhớ là hồi chương trình ngữ văn cấp 2, các bạn có được học một bài thơ rất hay của nữ sĩ Xuân Quỳnh, đó là bài thơ Tiếng Gà Trưa. Các em có còn nhớ không ạ? Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai nhảy ồ, cục cục tác cục ta, nghe sao động nắng trưa, nghe bàn chân đỡ mỏi, nghe gọi về tuổi thơ. Các bạn ơi, các em có còn nhớ không ạ? Thế nên bây giờ chị rất là muốn các bạn có thể vận dụng tất cả những cái trí nhớ của mình, đưa trí nhớ của mình về những cái miền ký ức để nói cho chị biết là à, các bạn có nhớ gì về nhà thơ Xuân Quỳnh không? Nào các bạn ơi, cho chị một vài thông tin nhá. Cho chị một vài thông tin nhá về tác giả Xuân Quỳnh nhá, được không ạ? À, đã thấy là các bạn ấy bắt đầu gọi là tung ra rất là nhiều những câu thơ hay về tình yêu ở đây rồi. Muốn khẳng định cho chị Hiên một điều rằng là chị không được coi thường 2K3 bọn em, đúng không? Bọn em học văn cực kỳ là siêu luôn đấy. Không, chị chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Chị nghĩ rằng là những bạn 2K3 sẽ là những bạn cực kỳ tiềm năng, và đặc biệt là những bạn đang học cùng với chị. Bởi vì bao giờ bắt đầu sớm thì cũng sẽ đem tới cho chúng ta những cái thuận lợi nhất định đấy các bạn ạ. Rồi, các bạn ơi, nào, có nhớ thông tin gì về nhà thơ Xuân Quỳnh không ạ? Hãy comment bằng việc là ghi ra những cái từ khóa ngắn gọn giúp chị thôi nhá. Bởi vì việc chị cần, điều chị cần là chị muốn những cái từ khóa ngắn gọn ở đây. Ok không ạ? Nào, bắt đầu nào. Các bạn có biết gì về nhà thơ Xuân Quỳnh không? Vẫn tiếp tục tag những người bạn của mình vào. Ok, rất cảm ơn các bạn vì sự chia sẻ này. Nào các bạn ơi, sợ chị xóa bài. Nào, các bạn ơi, có biết thông tin gì về nhà thơ Xuân Quỳnh không? Nói chị nghe. Có biết thông tin gì về nhà thơ Xuân Quỳnh không ạ? À, nếu như các bạn muốn biết rõ ràng về cuộc đời của nữ sĩ Xuân Quỳnh thì các em có thể tìm đọc cuốn sách, đó là Xuân Quỳnh Một Nửa Cuộc Đời Tôi. Đây là cuốn sách được viết bởi tác giả Đông Mai, chính là chị gái của Xuân Quỳnh. Ok không ạ? Rồi, có một bạn còn, Xuân Quỳnh sinh năm 1942 và mất năm 1988. À, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ. Rồi, nào các bạn ơi, chị muốn thấy những cái từ khóa khác. À, người phụ nữ sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Chính xác, đó là một cái thông tin đúng. Rồi, tiếp tục nào, cho chị thêm nhiều thông tin nữa về Xuân Quỳnh nhá. Được không ạ? Chính xác đây ạ. Xuân Quỳnh sinh năm 1942 và mất năm 1988. Hôm vừa rồi ấy, cái buổi đầu tiên ấy mà chị dạy các bạn ở lớp học sinh online của chị ấy, thì các bạn ý bảo là chị ơi, chị dạy bọn em kiến thức nền về các tác phẩm, chị nhớ nói là tác giả đó mất chưa nhá chị nhá, để tránh trường hợp bọn em đi thi bọn em lại viết là rõ ràng tác giả đó vẫn đang còn sống mà bọn em lại ghi là mặc dù là ông đã ra đi mãi mãi nhưng tác phẩm của ông, như vậy thì chắc chắn là sẽ tạo ra một cái bài văn rất là buồn cười rồi, đúng không ạ?
À ok, ở đây chị có thấy Thanh Trà để lại một cái comment rất là dài, đó chính là Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ xuất sắc của nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ Xuân Quỳnh thể hiện một trái tim phụ nữ hồn hậu, chân thành, khao khát tình yêu, biết nâng niu hạnh phúc đời thường bình dị. Ok, là một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn. Ok, rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau ghi lại giúp chị những cái thông tin này về nữ sĩ Xuân Quỳnh các bạn nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ có đó là về con người. Được không ạ? À? Chị sẽ ghi ở đây 1942 và 1988. Được không ạ? À? Quê ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? À, quê ở La Khê, Hà Đông, Hà Tây, nay thuộc về Hà Nội. Được không ạ? À? Quê ở La Khê, Hà Đông, Hà Tây, nay thuộc về Hà Nội. Bản thân Xuân Quỳnh ấy, khi sinh ra, khi mà còn rất nhỏ thì mẹ đã mất rồi. Thế nên Xuân Quỳnh trải qua một tuổi thơ gian khó. Bên bà nội và chị gái của mình là Đông Mai. Được không ạ? À? Tại vì là nếu như các bạn có đọc cái cuốn sách Xuân Quỳnh một nửa cuộc đời tôi, thì các bạn sẽ thấy là mẹ Xuân Quỳnh thì mất sớm này, khi đó Xuân Quỳnh vẫn còn rất là nhỏ. Và sau đó thì bố của Xuân Quỳnh đã tái hôn. Và sau đó khi mà tái hôn xong thì bố của Xuân Quỳnh có những cái người con khác, thì bố của Xuân Quỳnh cùng với mẹ kế đã đi vào trong miền Nam lập nghiệp đó, vào trong miền Nam làm ăn. Chính vì vậy mà cái tuổi thơ của Xuân Quỳnh ấy thì gắn với tuổi thơ bên bà nội và bên người chị gái của mình, đó chính là Đông Mai. Ok chưa ạ? Các bạn có cảm thấy là cái tên của Xuân Quỳnh rất là đặc biệt không? Em thì tên là Xuân Quỳnh, mà chị thì tên là Đông Mai. Xuân Quỳnh có nghĩa là hoa quỳnh nở vào mùa xuân, còn Đông Mai có nghĩa là hoa mai nở vào mùa đông. Đó, hoa mai mà nở vào mùa đông thì rất đẹp và rất hiếm, mà quỳnh mà nở vào mùa xuân thì cũng sẽ rất đẹp và rất thơm, được không ạ? À? Cái tên cũng chứa đựng rất là nhiều những cái ý nghĩa ở trong đó mà bố của Xuân Quỳnh đã lựa chọn để đặt tên cho Xuân Quỳnh và chị gái của mình. Ok không ạ? À? Đó là cái thông tin đầu tiên chị muốn nhắc nhớ cho các bạn. Tuổi thơ gian khó bên bà nội và bên chị gái như vậy. Thế nhưng mà theo chia sẻ của tác giả Đông Mai có kể lại, thì Đông Mai vốn được ưu ái hơn từ việc học hành về mọi thứ. Còn Xuân Quỳnh ấy, ngay từ khi bé xíu, Xuân Quỳnh đã thừa hưởng tính cách của mẹ, lúc nào cũng hy sinh cho người khác. Thế nên là có những cái thời điểm mà Xuân Quỳnh hy sinh những cái gì ạ? Hy sinh những cái công việc học hành của mình các thứ để có thể tạo điều kiện, để có thể tạo điều kiện cho chị được đi học. Được không nào? Và chúng ta thấy rằng là cái xuất phát điểm của Xuân Quỳnh ấy, thì Xuân Quỳnh là một nghệ sĩ múa, đúng không ạ? Rất là đam mê múa. Và sau đó thì đã trở thành một nghệ sĩ múa còn rất là nhỏ tuổi, khi mà tham gia vào Đoàn Văn Công Nhân dân Trung ương này, được không ạ? Sau đó thì đã đi lưu diễn, đi biểu diễn ở rất là nhiều nơi. Nếu như có thể, một lát nữa các bạn có thể lên Google, các bạn search ra Xuân Quỳnh, thì các em sẽ thấy là có những cái bức ảnh chụp lại những cái chuyến lưu diễn của Xuân Quỳnh ấy, rất là xinh đẹp, được không ạ? Đây là một người nghệ sĩ cực kỳ xinh đẹp, được không ạ? Cái xuất phát điểm là một nghệ sĩ múa. Thế nhưng người ta nói rằng là sau này, bởi vì là cái sức hấp dẫn của cái việc cầm bút làm báo và viết thơ, nó có một cái sức hấp dẫn lớn lao hơn và cuốn hút hơn so với việc gì ạ? Đứng trên ánh đèn sân khấu và biểu diễn. Thế nên là Xuân Quỳnh đã lựa chọn cái việc là từ bỏ ánh đèn sân khấu để trở về làm báo và viết thơ. Được không nào? Ok chưa ạ? Đó là về tuổi thơ của Xuân Quỳnh. Được không ạ? À, thế còn cuộc đời riêng của nữ sĩ Xuân Quỳnh thì sao? Chúng ta thấy rằng là Xuân Quỳnh trải qua cái cuộc hôn nhân đầu tiên của mình cùng với một người nghệ sĩ tên là Lưu Tuấn, cũng là một người nghệ sĩ ở trong Đoàn Văn Công Nhân dân Trung ương, và cả hai người đã có một người con chung, đúng không ạ? Đã có một người con chung. Thế nhưng mà sau đó thì vì không cảm nhận được cái sự hòa hợp ở trong nhau nữa, thế nên là cả Xuân Quỳnh và cả Lưu Quang Vũ, à chị xin lỗi, cả Xuân Quỳnh và cả người chồng cũ của mình đã đồng ý là ly hôn. Và sau đó thì Xuân Quỳnh đã đến với cái tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình, chắc hẳn rằng là các bạn đều biết đúng không ạ? Đó chính là nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Và câu chuyện về tình yêu của Xuân Quỳnh và của Lưu Quang Vũ chính là câu chuyện tình yêu đã để lại rất nhiều những ấn tượng ở trong lòng độc giả biết bao nhiêu những thế hệ. Những lá thư tình họ gửi cho nhau, những bài thơ họ viết cho nhau và những tình cảm đẹp đẽ họ dành cho nhau, đó là tất thảy những gì thiêng liêng và đáng trân trọng mà thế hệ trẻ của chúng ta bây giờ nhìn lại để có thể trân trọng hơn về tình yêu mà mình đang có.
Thế nên nếu như có thể, các bạn có thể lên kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên. Ở trên đó thì chị có làm một cái video clip dài chừng 15 phút về những lá thư tình của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Các em có thể lên nghe để chúng ta có thêm nhiều những cái cảm xúc và dẫn chứng để viết những bài thơ, để có thể viết được những cái bài văn thật hay khi phân tích, khi làm về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh các bạn nhá. Ok chưa nào? Rồi, thì đó là về cuộc đời riêng. Thế nhưng mà có thể thấy rằng là năm 1988, đó là cái thời điểm mà sự nghiệp thơ của Xuân Quỳnh đang ở đỉnh cao và sự nghiệp kịch của Lưu Quang Vũ cũng đang ở đỉnh cao, thì một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra, cướp đi sinh mệnh của ba con người ở trong gia đình của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Đó là Xuân Quỳnh, là Lưu Quang Vũ và con chung của họ là Lưu Quỳnh Thơ. Lưu Quỳnh Thơ còn có tên gọi là Bé Mí. Bé Mí lúc bấy giờ cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng về hội họa của mình. Và không biết là vô tình hay là một cái thứ linh cảm gì đó đã xuất hiện, để rồi trong những vần thơ của mình, Lưu Quang Vũ có viết một bài thơ mang tên là Bài Viết Ấy Vẫn Còn Dang Dở. Có những vần thơ như thế này: phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay, ta đã trải qua những ngày vui sướng nhất, đã uống cả men nồng và rượu chát, đã đi qua cùng tận của con đường. Và quả thực là Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, họ đã cùng với nhau thực hiện ước nguyện có thể cùng với nhau đi đến cuối con đường. Và hình ảnh cuối cùng khi mà họa sĩ Doãn Châu có kể lại, bởi vì gia đình họa sĩ Doãn Châu cũng trong cái chuyến xe định mệnh đó, nhưng mà thật không may mắn là vì chỉ có những người thân trong gia đình Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ là bỏ mạng ở trong chuyến xe định mệnh đó thôi. Thì họa sĩ Doãn Châu có kể lại rằng là vẫn thấy tay của Xuân Quỳnh nằm ở trong lòng bàn tay của Lưu Quang Vũ, và thực sự là họ đã thực hiện được cái sứ mệnh, họ đã thực hiện được cái lời hứa là cùng với nhau, nắm tay nhau đi đến tận cuối con đường. Ok không ạ? Các bạn thân mến, đó là về cuộc đời riêng tư của Xuân Quỳnh. Chị sẽ nói một chút về sự nghiệp văn học, được không nào? Chúng ta thấy rằng là trong cái khoảng thời gian mà bắt đầu cầm bút làm thơ và viết báo, Xuân Quỳnh đã để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại rất rất nhiều những bài thơ hay. Con yêu mẹ bằng bầu trời, rộng lắm không bao giờ hết, nhưng mà làm sao con biết là trời rộng đến đâu đâu. Trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới. Và để rồi, à mẹ ơi có con dế, ở trong bao diêm con đây, mở ra là con thấy ngay, con yêu mẹ bằng con dế. Xuân Quỳnh đã từng viết những vần thơ như vậy đấy các bạn ạ. Tất cả những cái gì xuất hiện trong thơ của Xuân Quỳnh đều là những tình cảm chắt chiu. Tất cả những thứ nhỏ bé, đời thường và bình dị đều được Xuân Quỳnh đưa vào trong những vần thơ của mình. Để rồi từ đó, bản thân mỗi người đọc cảm nhận được đó là những cái gì chân thành nhất, gần gũi nhất, giản dị nhất, thế nhưng cũng vô cùng sâu sắc. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng đề tài mà bản thân Xuân Quỳnh thường lựa chọn ở trong những vần thơ của mình, đó chính là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Được không ạ? Đây là hai cái đề tài mà Xuân Quỳnh thường lựa chọn để đưa vào trong những vần thơ của mình. Ok không nào? Rồi, cái tiếp theo, chúng ta thấy rằng là hồn thơ của Xuân Quỳnh ấy, đúng không ạ? Đó là một cái hồn thơ rất là gần gũi, rất là giản dị. Được không ạ? Rất là nồng nàn, luôn luôn khao khát yêu thương, thế nhưng cũng luôn luôn chất chứa những âu lo thường trực. Được không ạ? Luôn luôn chất chứa những âu lo thường trực, những cái trăn trở. Được không ạ? Bởi vì là không hiểu tại sao nhưng trong những vần thơ của Xuân Quỳnh ấy, bao giờ người ta cũng cảm giác được sau cái tình yêu ấy là cái sự lo lắng về sự phôi pha của tuổi trẻ, về mong manh của hạnh phúc. Được không ạ? Về những cái sự mong manh của khát khao yêu. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em vô ý có găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Được không ạ? Đó là hồn thơ của Xuân Quỳnh. Và chúng ta thấy rằng là đó là chất thơ của Xuân Quỳnh, là đề tài mà Xuân Quỳnh thường lựa chọn. Và chúng ta cũng có thể thấy đây là một trong số những tác giả gì nhỉ? Một trong số những tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Mỹ.
được không ạ? Và chúng ta thấy phong cách nghệ thuật của Xuân Quỳnh ấy, đó chính là đôi khi bất tuân theo cả những quy luật của nghề thơ. Quan trọng là gì ạ? À, quan trọng là được diễn tả những cái cảm xúc ở trong trái tim của mình mà thôi. Được không ạ? Thì đó là những cái ý mà các bạn có thể lưu ý và ghi lại giúp chị nhá. Ok chưa nào? Thêm một cái nữa, đây là những cái thông tin chính nhất về tác giả Xuân Quỳnh. Được không ạ? Đương nhiên là khi mà các bạn, nếu như mà các bạn vẫn đang còn cảm thấy băn khoăn thì các em có thể tham khảo thêm các cái đầu sách ôn văn của chị nhá, hoặc là có thể tham khảo khóa học online của chị, bởi vì là hiện tại thì đã có khoảng 200 bạn 2K3 đang theo học các lớp online của chị Hiên. Chị mong rằng là và các bạn ấy đang có những cái phản hồi cực kỳ tốt, tinh thần học tập cực kỳ năng lượng, và chị mong là đối với những bạn 2K3 đang muốn tìm một cái người bạn đồng hành để có thể đi cùng với các em trong cái chặng đường chinh phục điểm 8, điểm 9, thậm chí là 9 cộng môn văn, thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn sớm nhất về khóa học online của chị Hiên nhá. Đừng đợi đến khi có hàng nghìn bạn học rồi mới đăng ký học chị Hiên, bởi vì lúc đó thì các em sẽ không phải là những người đầu tiên. Bao giờ là những người đầu tiên thì cũng sẽ được ưu ái hơn cực kỳ là nhiều, đúng không? Và chị cũng đã có khóa học cho các bạn 2K4 rồi, thì các bạn 2K4 cũng có thể tham khảo và nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để có thể được tư vấn về cái việc học văn của các em đang như thế nào, và lựa chọn những cái sản phẩm sách hay là lựa chọn những cái sản phẩm về khóa học phù hợp với cái năng lực học của các bạn nhất nhá. Ok không nào? Rất là tự hào vì trở thành một người cực kỳ thân thiện, trở thành một người chị lớn, trở thành một người chị có thể đồng hành cùng với các em và tiếp thêm năng lượng dồi dào cho các bạn trong cái quá trình ôn văn. Ok không ạ? Rồi, đó là những cái thông tin về tác giả Xuân Quỳnh. Vậy thì còn về tác phẩm sóng thì sao? Chị sẽ hướng dẫn các bạn ghi nhớ về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này, được không ạ? Chỉ bằng những cái từ khóa rất là nhỏ như thế này thôi ạ. 1967, Diêm Điền, Thái Bình và 25. Đây là những cái từ khóa mà các bạn cần phải ghi nhớ. Và chị tin chắc một điều rằng chỉ cần ghi nhớ các từ khóa này thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể rất nhanh chóng và không bao giờ quên được cái hoàn cảnh ra đời của thi phẩm sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ok không ạ? Bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh được viết vào năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Khi ấy Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những cái bồng bột trong tình cảm đầu tiên ở trong cuộc đời của mình. Và đó cũng là gì ạ? À, bài thơ này thì được in trong tập thơ Hoa Dọc Chiến Hào, xuất bản năm 1968. Ok không ạ? Hoa Dọc Chiến Hào, các bạn lưu ý giúp chị nhá. Được không nào? Ok không ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Được chưa? Được in trong tập thơ Hoa Dọc Chiến Hào, xuất bản năm 1968. Đó là những cái thông tin mà các bạn cần ghi nhớ giúp cho chị để có thể nắm được. Được không nào? Để có thể nắm được thông tin. À, để có thể nắm được thông tin về về cái tác giả, về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này. Ok chưa ạ? Thì thi phẩm sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh được coi là lời tự hát của chính nhà thơ về tình yêu, một bức thông điệp của yêu thương và khát vọng mà Xuân Quỳnh muốn gửi gắm tới cuộc đời và gửi gắm tới những con người. Ok chưa ạ? Được không nào? Các bạn ơi, ok không nào? Thì trong bài thơ này ấy, sẽ bao gồm 9 khổ thơ. Chắc hẳn là các bạn đều biết đúng không ạ? Các em đã đọc khổ bài thơ này chưa? Được không ạ? Các bạn ơi, các em đã đọc bài thơ này chưa? Các bạn đã đọc bài thơ này chưa ạ? Có 9 khổ thơ trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và chị sẽ đọc cùng với các bạn 9 khổ thơ này nhá. Được không? Rồi, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bề. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Trước muôn trùng sóng bề, em nghĩ về anh, em nghĩ về biển lớn, từ nơi nào sóng lên. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ, hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra, thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ.
được không ạ? Đó là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và trong khuôn khổ của buổi phát trực tiếp ngày hôm nay, chị đã đi cùng với các bạn về những cái ý cơ bản nhất về nữ sĩ Xuân Quỳnh cùng với bài thơ Sóng rồi. Ở buổi tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu rõ hơn về nội dung của bài thơ này nhé. Và nếu như các bạn muốn, chị Hiên sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn 2K3 với những cái phần livestream như thế này, thì đừng ngại ngần cho chị một tim này, một share này và một cái lời comment động viên nhé. Còn ngày hôm nay thì rất rất cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho chị. Bởi vì bản thân chị cảm thấy rằng là trong cái giai đoạn mà bắt đầu học như thế này mà các em đã dành sự quan tâm cho môn văn, và đặc biệt là dành cái sự quan tâm cho học văn chị Hiên, thì chị cảm thấy cực kỳ là hạnh phúc. Cảm ơn các em về những tình cảm tốt đẹp đó. Và chị hy vọng rằng trong cái chuyến hành trình đi cùng với các bạn để chinh phục vẻ đẹp của môn văn, thì các em sẽ luôn luôn ủng hộ chị và bên cạnh chị, giống như cách mà team học văn chị Hiên vẫn luôn ở bên cạnh, động viên và giúp đỡ các bạn từ những cái điều nhỏ nhất. Và rất là cảm ơn các em vì buổi chiều ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình và những người thân yêu các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo. Bye bye. Làm sao tan thành